Xin chào mọi người, mình là Bình. Hiện mình đang sống ở Đà Lạt và nuôi hai bé cún như này. Hôm nay sẽ làm một video giới thiệu về nói chung giới thiệu về ngôi nhà cũng như giới thiệu về hai bạn cún dễ thương này. Thì đây là bạn cún nha. Nhiều bạn cứ lầm tưởng đây là màu trắng nghĩa là bông, không phải. Tại vì bông là người đến trước, nghĩa là bông là người đến trước nên là mới được đặt tên bông thôi. Ngày xưa thì chỉ nghĩ là một mình bông là duy nhất, nhưng mà cuối cùng lại có thêm bông. Bông về nhà với Bình từ tháng 2 năm 2019. Tháng 2 năm 2019 và sau đó thì tháng 12 thì Bình đã rước bụt về rồi. Lý do Bình đặt tên bông nghĩa là mọi người cũng biết rồi đó, tại vì Bình muốn từ gắn liền với những điều dễ thương, đặc biệt là có chữ bờ thì bông nó cũng thuộc về Đà Lạt. Nói chung Đà Lạt rất là nhiều bông hoa thì bông nó cũng hợp với Đà Lạt, bông nó cũng hợp với Bình bông. Xong rồi sau này khi bục về thì Bình mới đặt tên là bục Bình bông. Và bông bục nó cũng có nghĩa đó nha. Bông bục là một loại bông ở dưới miền Tây á, nếu mọi người không biết thì mọi người có thể lên sàn thử nhé. Cái bông đó trồng hàng rào là chính thôi. Ngày xưa Bình cũng có nói về vấn đề này. Đây là một clip để cho mọi người hiểu hơn về Bình, về bông cũng như về bụp chẳng hạn. Thì Bình gần đây Bình bắt đầu mới phát triển về mảng lên YouTube Bình bông bụp á. Thực ra nếu bạn bè ở đây mà bạn bè nào chưa đăng ký thì bạn bè có thể là nhấp vào kênh Bình bông bụp để đăng ký cũng được. Hiện tại thì Bình bông bụp có những mạng xã hội như fanpage Bình bông bụp, TikTok Bình bông bụp. Thì TikTok Bình bông bụp thật ra thì sau khi mà được dịch đó thì Bình làm phát triển nội dung rất là nhiều. Sau được dịch đó thì Bình lo tập trung vào công việc của Bình rồi, tại vì công việc chính của Bình không phải là TikToker, Bình làm chơi thôi. Hiện tại bây giờ thì Bình đi chụp nhiều nên là thời gian ra sản xuất video trên TikTok không nhiều, với lại nội dung nó cũng không hấp dẫn nữa. Nói chung là Bình cũng không có kỳ vọng về mạng TikTok đâu, Bình chỉ làm chơi thôi. Nên là sau thời gian này thì Bình vẫn đăng, nhưng mà đăng kiểu là những cái clip mà về chuyến đi chụp hình của tụi nó thôi, chứ Bình thì không có làm nhiều về nội dung nữa. Nói về số ký thì hai bé cân nặng gần bằng nhau, một bé bông với bé phục khoảng rơi phải tầm 33 kg. Thì nói cho mọi người hình dung nghĩa là bên ngoài nó to cỡ nào, tại vì nếu mà nhìn vô hình ảnh á, nhiều người cứ nghĩ là nó sẽ nhỏ, nhưng mà nhiều cô dâu chú rể đến bên mình thì thấy nó rất là to nha. Tại vì cân nặng cỡ đó mà form người cỡ này thì chắc chắn sẽ là to chứ không thể là nhỏ được. Bình đang ngồi ở trên chiếc xe của Bình. Chiếc xe này nhiều bạn cũng hay hỏi. Thì thật ra chiếc xe này tên của nó là Suzuki van. Suzuki, nói chung là Suzuki 7 chỗ, gọi là Sucos cũng được, tại vì nó nhiều tên lắm. Nhưng mà nếu mọi người cứ tìm thử cái tên giống như mình nói á, tại xe đó hầu như chỉ là xe cũ thôi, không có xe mới. Nên là mọi bạn bè nào muốn quan tâm thích những cái xe này thì có thể lên trên mạng để search để tìm kiếm nha. Bây giờ Bình sẽ dẫn mọi người đi tham quan ngôi nhà của Bình nha. Thật ra ngày xưa ngôi nhà này nó rất là cũ và Bình là người decor lại. Thật ra decor thì nó cũng có decor nhưng mà không có nhiều. Căn nhà đầu tiên Bình đã review trước đó là cái nhà đó Bình decor rất là nhiều, nhưng mà nhiều nhưng mà nó không đi vào đâu hết mọi người, tại vì do cái form nhà nó không giống như ý Bình mong muốn nên là decor nó rất là cực mà nó cũng không giống nữa. Sau này thì Bình qua nhà bên này thì kiểu như là cái form nó có sẵn, Bình chỉ decor thêm thôi, nên là thời gian mà làm ngôi nhà rất là nhanh. Ngày xưa lúc mà làm thì Bình cũng có nhờ mấy bạn học trò để phụ làm sơn sửa ngôi nhà lại, hầu như là sơn là chính thôi. Nói chung là bây giờ nó đã đi theo một cái con đường nhất định rồi, nghĩa là ngày xưa thì mới bắt đầu thì mình cần decor là decor kia rất là nhiều, tại vì thiếu này thiếu nọ xong phải bù đắp vô. Nhưng mà bây giờ nó đã đi gọi là đi theo một cái đường rồi, nên là nhìn ngôi nhà thiếu chỗ nào sẽ bổ sung chỗ đó rất là nhanh, hoặc là đã đủ rồi nên không cần phải bổ sung nữa. Thì hôm nay Bình sẽ dẫn mọi người đi tham quan nhà, xem phòng máy, xem phòng váy.
nói chung là xem ngôi nhà của mình hoạt động như thế nào. Thì trước mắt thì mình sẽ đi ra cho mọi người xem cái biển cổ điển studio của mình nhé. Cái biển này là mình tự làm. Ok, trước mắt đây là ngôi nhà của mình nha. Đấy, mọi người thấy không? Ở trước nhà thì mình sẽ trồng cây, chủ yếu là cây là nhiều. Bông xuống đi, bông xuống đây, nhanh lên. Đặt bô mắt mọi người, nếu mà đi xem ngôi, ta lộn, đi qua ngôi nhà thì sẽ có một cái hồ cá như thế này này. Hồ này thì hồ nước không đây, còn hồ này thì sẽ có cá nha. Đây, đây. Thì hồ này sẽ có những con cá nha, không biết nó đi đâu rồi. Đây. Cá màu xanh xanh đó mọi người, nó trốn hết rồi, nó bơi nhỏ nhỏ. Rồi nói chung là như vậy, trước mắt là như vậy, mình sẽ đi ra ngoài quay cái biển cổ điển studio cho mọi người xem nha. Cái đường của mình thì giờ nó được cùng đây, cái biển mình tự làm nha. Đây, cái biển mình tự làm nha. Khi mà nhìn vô thì mọi người sẽ thấy ngôi nhà của mình nói chung là đơn giản lắm. Nhà này nhà nó xét ra thì nhà như nhà cấp 4 vậy. Đây là bục nha. Ok, khi mọi người vô nhà, đập vào mắt mọi người, trước mắt sẽ là một cái cầu thang này. Cầu thang này ngày xưa mình đi xin lại, nghĩa là cái nhà cũ, nhà gỗ người ta bỏ, mình đi xin lại. Và cái bồn này mình tận dụng để trồng sen đá luôn nha. Ngày xưa là do cái bồn này bị hư, nhưng mà chủ nhà kêu mình vứt bỏ đi, nhưng mà mình không biết vứt đi đâu hết, thế là mình tận dụng để làm, nói chung là làm cái bồn sen đá. Ngày xưa trồng đẹp, sen đẹp lắm, nhưng mà nó chết bớt rồi. Rồi, mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan nhà nha. Đó, trước mắt mọi người sẽ nhìn vô là một cái không gian phòng khách. Bên phải sẽ là một cái bức hình mình chụp và mình trưng bày ở đây. Thứ nhất trưng bày để cho mọi người biết là cái khung hình của mình nó sẽ như thế nào. Để mọi người nhiều khi thắc mắc á, không biết như thế nào thì ok, mình sẽ trưng ở đây. Cái tấm hình này mình rất là thích nha. Và đây là cái bàn, bàn ngồi tiếp khách thì nó sẽ bao gồm những cái cuốn album như thế này. Hoa này là hoa bó hoa cưới nha, tại vì mình dư xong rồi mình không biết phải làm gì nên là mình để chừng luôn, kiểu như là chụp xong rồi bỏ thì phí quá. Đập vào mắt mọi người tiếp tục, đó là đây, đây là cái hồ cá nha. Để mình mở đèn cho, ở trên đây sẽ có một cái công tắc. Hồ cá này là bằng tivi thật sự nha mọi người, đây là tivi luôn nha. Ở trong đây sẽ có những có cái biển cổ điển, một con gấu với lại con thỏ với lại là con chó này nằm trên đây nè. Đây là được tặng nha, tặng bông bụp á. Đây là cái hộp album của mình dành cho khách, bình in thứ nhất để vì cho mọi người biết là cái hộp gỗ sẽ như thế nào. Đây cũng là một cái bức hình mà mình rất là thích nha. Nói chung hình nào thích thì mình hay in lắm, nhưng mà in nhiều quá nhiều khi cũng không có chỗ treo. Đây mọi người thấy không, đây là phòng đồ thường nha. Một chút xíu mình sẽ dẫn mọi người đi xem. Đây cũng có mấy cái hình đó nè. Đây là không gian của phòng nói chung là phòng máy đi. Nó sẽ có một cái bàn nghỉ ngơi, lộn, cái bàn ngồi nghỉ ngơi cũng được, nằm cũng được. Cái đó là hai cái chiếc máy của mình. Đây là học trò của mình nha. Nói về phòng chỗ cái máy của mình thì sẽ có nuôi một con cá như thế này. Mình nuôi chơi thôi, nuôi để khi mà buồn á sẽ nhìn qua bên đó. Còn đây là không gian ngồi máy cúp làm việc, nói chung là máy cúp sẽ vào đây để mát nha. Mình sẽ phân chia những cái ngôi nhà, tại vì ngôi nhà là nhà thuê mà nên phải phân chia phòng nó rất là cụ thể nha. Nói về khu phòng váy thì nói chung thì phòng váy sẽ có rất là nhiều đồ. Nói chung là nếu mọi người xét thì nó sẽ như một cái shop đồ vậy. Để mình mở chế độ to lên. Đó, zoom to lên. Đây là cái phòng đồ của mình. Phòng đồ sẽ bao gồm cả giày, trang phục đồ thường nha. Đây là những trang phục mà của dành cho những bạn nữ nha. Còn đây là quần. Nhiều lắm. Nói chung là nhiều lắm. Bật nó vô đây nó cũng giới thiệu này đấy. Giày. Đây là những áo sơ mi mình mua rất là nhiều, nếu mọi người nhìn thấy không, cực kỳ nhiều luôn. Và trong để mình mở cái tủ này ra cho mọi người xem nè. Trong tủ này á, thì sẽ bao gồm thắt lưng, cà ravat, nón, đó nói chung là rất là nhiều đấy. Cà ravat, nón, thắt dây đai,
khi mà mọi người kéo cái này xuống thì đây là không gian để tất nha. Đây là không gian để tất của mình đấy, cả nồi tất luôn, cực kỳ nhiều luôn. Nói chung mình không thiếu cái gì hết. Khi mà khách hàng vô đây thì hầu như cái gì cũng có. Nón, mấy cái nón đó thì bình ít khi xài lắm, nói chung để dành trang trí thôi. Đây, giới thiệu với mọi người đây là cái phòng váy. Thì cái phòng váy sẽ bao gồm cái gì? Những chiếc blazer, con bông nó vô đây là cái gì nè? Chiếc blazer và những cái váy cưới của mình. Váy cưới này hiện tại là chắc có lẽ là trên 30 bộ. Trên 30 bộ váy. Và đồ cưới thì sẽ bao gồm như thế này. Quần, áo sơ mi phối đồ cưới, sơ mi trắng, ghi lê. Và đây sẽ có những cái bộ áo len của mình này, thấy không? Áo len, áo khoác. Đó, nói chung là bên đây sẽ phục vụ đồ cưới là nhiều, còn bên kia sẽ là phục vụ đồ thường. Giày sẽ sử dụng bên đó. Và mọi người hay thắc mắc về chỗ ngủ của bông bụt thì đây. Bình thường thì mình cho nó ngủ đây này. Nhưng mà thật ra nó không ngủ đâu. Còn chỗ ăn của nó thì mình cho nó ăn ở đây. Thật ra nó không có ngủ nhưng mà nói chung là nó ngủ. Bụt thì hay ngủ ghế này nha. Bụt thì hay ngủ ghế này. Còn bông tối nó sẽ ngủ ở đó. Nó ngủ sang lắm, nó ngủ trên ghế sofa thôi. Ok, như vậy là Bình đã review xong ngôi nhà của Bình nhé. Thì ngôi nhà của Bình nói chung rất là đơn giản. Nhà này được thuê và Bình đã sử dụng hết công năng của nó. Nghĩa là phòng thay đồ, phòng khách, phòng bếp này kia các kiểu đầy đủ hết. Như ngày xưa Bình nói với mọi người là chiếc xe thật ra Bình không nghĩ là sẽ mua. Nhưng mà lý do tại vì có một bé bông và bé bụt nữa. Nó đi đâu cũng phải cần có xe ô tô để di chuyển. Tại vì xe máy không thể nào chở nó được, nó to quá. Mà chở hai con không thể nào đi một xe máy được. Nên là quyết định là Bình sẽ mua một chiếc ô tô. Thì chiếc ô tô mà mọi người hay thấy mà Bình chụp hình cưới á, là Bình để tận dụng nó đi đi chụp hình, làm đạo cụ mà chở tụi nó đi chơi được nha. Chở tụi nó đi chơi được. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này. Nói chung thì clip này chỉ là một clip làm review và giới thiệu sơ về bản thân. Nếu mà mọi người có thắc mắc gì hoặc là cần câu hỏi gì, mọi người cứ comment ở dưới. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh ủng hộ kênh của Bình nha. Kênh của Bình Bông Bụt. Hẹn gặp mọi người vào những clip sau. Bye bye.